Xin kính chào tất cả quý vị và các bạn đã trở lại với kênh Kali Sài Gòn và xin chúc cho tất cả quý vị một ngày thật vui vẻ, bình an, hạnh phúc bên gia đình. Nếu thấy thông tin này hữu ích thì cho mình một cái like và nhấn nút đăng ký kênh cho Kali Sài Gòn cũng như có một cái kênh phụ làm Thương Nhớ Sài Gòn. Thành thật cảm ơn tất cả quý vị thật nhiều. Vâng, kính thưa quý vị, chúng ta trở về câu chuyện của cháu Hồ Văn Cường khi mà cái show diễn tại nhà hát Hòa Bình ngày 22 tây tháng 1 vừa qua đã bị hủy. Rất tiếc là FC cũng như là những người mến mộ tiếng hát của Hồ Văn Cường cũng như chúng ta là khán giả của Phương Thanh, Chen Ca Ngọc Sơn đang trường thì không có được xem trình diễn hôm nay. Tại vì họ thiếu thốn về ngân sách và một trục trặc, một vấn đề kỹ thuật gì đó. Thì rất là tiếc, phải không các bạn? Nhưng mà đâu đó thì chúng ta cũng đã thấy rằng những cái fan của bên Hồ Văn Cường cũng không để cho cái bầu không khí vui nhộn hay là những cái vui mừng bị lãng quên đi. Để có được gặp mặt với nhau thì họ đã tổ chức tại Bình Quế, phải không các bạn ha? Nếu như mình không lầm. Thì rất là nhiều người đến đó mà mình cũng không ngờ rằng là rất nhiều quý vị từ người lớn cho tới tới trẻ em nữa cũng đến đó tham dự và chung vui với đại cháu Hồ Văn Cường. Phải nói thật sự là cháu rất là may mắn có một buổi họp mặt như vậy với chiếc áo màu áo xanh lam mà chúng ta thường thấy, với cái dốc vai dáng thì gầy gò. Cháu thì hình như là cũng sức khỏe cũng chưa có giống như là cường tráng lắm. Các bạn hai thấy mình thấy cũng còn gầy. Hy vọng là cháu sẽ tập luyện như thế nào đó để cho trở lại một cậu thanh niên vạm vỡ. Khi mà nói vạm vỡ cũng không cần thiết lắm. Chứ mình cảm thấy là có sức khỏe căn trường là được rồi. Rất mừng cho cháu vì hôm đó là mình cũng coi mấy những clip của các FC quay lại. Thấy rất là vui vẻ và cháu cũng nói lời cảm ơn. Trước đó cũng đã cảm ơn mẹ nuôi Phi Nhung. Rồi sau đó cảm ơn tất cả các quý khán giả đã cho Cường một cái tình yêu mà vô bờ bến như vậy. Rồi cháu cũng đưa cho microphone cho FC cùng ca với cháu. Nói đi nói lại thì cháu rất là may mắn trên con đường âm nhạc có nhiều người mến mộ và ngưỡng mộ. Và nhiều bàn tay mở rộng ra để chào đón cũng như là để ủng hộ, hỗ trợ cho cháu. Chúng ta cũng không quên hai người đó là Bầu Thị và Ngọc Sơn đã hết mình hỗ trợ cho cháu Hồ Văn Cường. Và hôm nay thì chúng ta sẽ nói về danh ca Ngọc Sơn các bạn ha. Vâng, phải nói rằng là chúng ta cũng không thể ngờ rằng danh ca Ngọc Sơn đã ủng hộ cho cháu Hồ Văn Cường hết lòng. Từ khi mấy tháng qua thì cháu bị thị phi rất là nhiều, nhưng Ngọc Sơn đã không màng đến chuyện đó. Thì và Ngọc Sơn cũng có nói rằng cháu còn tuổi trẻ, hãy bỏ qua những cái gì mà cháu còn thiếu sót, như là một viên ngọc mà chúng ta chưa mài dũa vậy. Ai cũng vậy, thời trẻ ai cũng nông nổi, ai cũng có một thời năng động như thế đó. Chúng ta hãy bỏ qua những cái nhỏ nhen đó và mà hãy nhìn về tương lai tốt hơn. Và cũng không ngờ rằng là Ngọc Sơn có những lời rất là có cánh cho cháu Hồ Văn Cường. Vâng, thì hôm nay mình sẽ chia sẻ về Ngọc Sơn các bạn ha. Phải nói Ngọc Sơn là một người thầy, cũng giống như một người cha nuôi, một người trong gia đình. Mà phải nói rằng sau khi Phi Nhung ra đi thì cái người thầy trên con đường âm nhạc của cháu Hồ Văn Cường chính là danh ca Ngọc Sơn. Vâng, thì hôm nay thì chúng ta sẽ chia sẻ những tờ báo mới đây nhất, mới đăng tin sáng hôm nay thôi, nói về Ngọc Sơn, như tờ báo Lao Động, Việt Nam Express, báo Thanh Niên. Hồ Văn Cường rất là ngoan, tôi sẽ cố gắng dạy cho cháu để cháu thành tài. Kính thưa quý vị, Ngọc Sơn rất hiếm hoi trải lòng sau biến cố của mẹ qua đời. Nhân dịp này, anh cũng tiết lộ về cháu Hồ Văn Cường và những ồn ào mà giọng ca bỏ quê từng vướng phải.
Nếu mà ai mà xem cái MV Bỏ Quê của họ cháu Hồ Văn Cường với là Phi Nhung, phải nói là nếu mà coi lần đầu tiên là rớt nước mắt liền, và nó rất là hay. Thời gian qua khi mẹ anh qua đời, Ngọc Sơn có phát ngôn rằng mình không còn đồng nào trong túi. Thực hư điều này ra sao? Tôi sống thì rất thật, có gì thì nói đó. Tôi lo cho mẹ hết rồi, cả đời tôi thương cha mẹ và mong báo hiếu đến cuối đời. Mọi người thấy tôi làm từ thiện nhiều, nghĩ tôi giàu, nhưng thật ra tôi chỉ giàu tình cảm mà thôi. Sau khi lo cho mẹ xong, tôi thật sự cạn sạch tiền. Bây giờ tôi chỉ mong hai bữa rau cháo cho qua ngày, chứ không có nhu cầu mua sắm. Theo tờ báo Lao Động, phóng viên có hỏi anh, từ khi mẹ mất sức khỏe anh thế nào? Ngọc Sơn trả lời, tôi tập thể dục, cũng lên cân, nhưng bị khô người, tôi cố gắng vực dậy tinh thần, suy nghĩ lạc quan hơn. Anh đón nhận tin mẹ qua đời trong hoàn cảnh nào? Thật sự chuyện đó tôi khóc hết nước mắt. Lúc đó tôi đang phải cách ly do tiếp xúc với lại F0 nên không thể về gặp mẹ lần cuối. Tuy nhiên, tôi nghĩ mình không nên suy sụp tinh thần. Mẹ mất, tôi khóc nguyên đêm, vòm mũi bị viêm. May mắn sau đó, tôi không bị mắc Covid-19. Tôi cố gắng lo chu toàn đám tang cho mẹ. Câu cuối, mẹ đã nói gì với anh? Mẹ tôi thì quá hiểu con của mình. Mẹ sợ tôi khổ, nên cứ hay nói, Ngọc Sơn cứ vui sống đi. Có gì thì Ngọc Hải là em trai của Ngọc Sơn á, có gì thì để cho Ngọc Hải lo. Ký ức về mẹ của anh được gói gọn trong những kỷ niệm nào? Với mẹ, tôi luôn nhớ đó là một người thương con. Mẹ mà biết tôi có chuyện gì, mẹ đều lo, thức suốt đêm không ngủ. Hồi tôi học lớp 3, lớp 4 gì đó, tôi sợ mất cha mẹ lắm vì thời đó còn chiến tranh. Tôi mong rằng qua đây, những ai còn cha mẹ hãy yêu thương và đừng để phật lòng. Khi mẹ anh còn sống, có bao giờ bà mong anh yên bề gia thất hay là không? Mẹ cũng nói tôi rằng, thôi tìm ai đó cưới, nhưng tôi nghĩ duyên chưa tới. Nếu tôi chỉ lo chuyện tình cảm cho riêng mình, thì đâu có nghĩ đến mấy chuyện học hành. Hồi xưa tôi cũng có bạn gái, nhưng giờ tôi độc thân, tôi thấy hài lòng với cuộc sống hiện tại. Ở hiện tại, đang có thông tin là anh nhận Hồ Văn Cường làm con nuôi. Thực hư câu chuyện ra sao? Tôi khẳng định tôi không nhận Cường làm con nuôi. Tôi nghĩ rằng tôi quý Hồ Văn Cường nên tôi và Bồ Thụy hỗ trợ cho Hồ Văn Cường trở lại con đường nghệ thuật. Từ năm 1987, tôi được học những kỹ thuật thanh nhạc. Tôi muốn truyền dạy cho các thế hệ trẻ và Cường là một trong những bạn trẻ hiền lành cần được hỗ trợ. Có nhiều thông tin Hồ Văn Cường toan tính vật chất, không có hiếu. Anh nghĩ sao về việc này? Tôi nghĩ mỗi người đều nhân vô thập toàn, Ngọc Sơn cũng vậy. Tôi thấy trong cuộc sống, mỗi người đều có những cái sai sót để bản thân rút kinh nghiệm và tốt hơn sau này. Với Hồ Văn Cường, tôi không can thiệp vào những ồn ào trước đó của cậu ấy. Nhưng một khi Ngọc Sơn đã đào tạo, chỉ dạy là làm hết mình. Hồ Văn Cường là con của gia đình nông dân nghèo, em ấy còn nhiều thiếu sót nên mình phải biết vị tha. Trong cuộc sống đôi khi em ấy nói chuyện chưa có chuẩn, nhưng ai cũng cần có thời gian để sửa đổi, phải không? Em ấy là một tài năng, một người được đào tạo tốt, nhiều fan hâm mộ. Tôi nghĩ hiểu lầm thì chỉ có một hai người thôi, chứ không phải là tất cả đâu. Anh sẽ chỉ dạy Hồ Văn Cường thế nào trên bước đường nghệ thuật sau này của nam ca sĩ. Em ấy còn rất trẻ, chúng ta có thể dạy em ấy tốt hơn mỗi ngày. Cường tiếp thu tốt, trong mắt Ngọc Sơn, Cường ngoan ngoãn, lễ phép, dạy bao tiến bộ. Tôi sẽ cố gắng giúp cho cậu ấy trở thành một tài năng thật sự. Theo một tờ báo khác gần đây, Dương Ngọc Thái có nói về Ngọc Sơn như thế nào. Trong khi Quyền Linh có phỏng vấn Dương Ngọc Thái và Dương Ngọc Loan,
thì chúng ta cùng chia sẻ về những người gần gũi nam danh ca Ngọc Sơn, nói về Ngọc Sơn như thế nào nha các bạn ha. Tại vì cũng có đâu đó chúng ta cũng thấy có Antifa khi mà cảm thấy họ không hài lòng với Ngọc Sơn như thế nào đó sau khi mà Ngọc Sơn tiếp xúc với Hồ Văn Cường và hỗ trợ cũng như dạy cho Hồ Văn Cường về âm nhạc, thì có nhiều người lên tấn công danh ca Ngọc Sơn. Mình thấy cái điểm này các bạn nên dừng lại, tại vì Ngọc Sơn không có làm những điều gì sai trái với lại cố ca sĩ Phi Nhung. Và hơn nữa, Ngọc Sơn cũng là một danh ca. Các bạn đem những danh từ mà vu khống cho một danh ca với lại người ta rất là đúng đắn trên con đường nghệ thuật cũng như là gia đạo ở trong nhà, thì chúng ta dùng những danh từ như thế để tấn công một người tốt thì cũng không nên các bạn ha. Con nuôi hé lộ con người thật của Ngọc Sơn, nghẹn ngào kể lại câu chuyện chưa từng được công bố. Kính thưa quý vị, trước đám đông, Dương Ngọc Thái cho biết mới đầu anh cũng chỉ gọi Ngọc Sơn là anh ba vì khoảng cách tuổi tác cũng không có quá nhiều. Thế nhưng về sau, nam ca sĩ đã chủ động xin nhận đối phương là ba nuôi. Tại sao như vậy thì chúng ta cùng cùng chia sẻ với nhau nha. Chương trình Ký ức ngọt ngào vừa qua lên sóng với sự tham gia của Dương Ngọc Thái và Dương Hồng Loan. Cả hai đều là giọng ca thực lực, được rất nhiều khán giả yêu mến. Ngay từ đầu chương trình, khán giả đã xúc động khi Dương Hồng Loan thể hiện ca khúc Ơn Chị. Dương Ngọc Thái ngồi bên cũng phải sụt sùi vì nhớ chị cả của mình. Nam ca sĩ cho biết, chị gái chỉ hơn anh 1 tuổi nhưng lo cho tất cả là 7 anh chị em trong gia đình, chấp nhận hy sinh tất cả. MC Quyền Linh cũng xúc động cho rằng chị gái thường là người lo lắng cho gia đình sau cha mẹ. Trong cuộc sống, có rất nhiều người chị đã hy sinh hạnh phúc, tương lai để chăm sóc cho đàn em thơ của mình. Đôi khi thành công của đàn em được đánh đổi bằng sự cằn cỗi của người chị. Hóa ra bài Ơn Chị chính là ca khúc mà em trai viết tặng Dương Hồng Loan. Thời còn khó khăn, cô phải làm đủ công việc để trang trải cuộc sống ở Sài Gòn, lo cho em trai khi cậu lên thành phố này để học. Biết được những vất vả của chị nên em trai nữ ca sĩ luôn rất nhớ ơn cô. Dù học tài chính ngân hàng nhưng anh vẫn âm thầm tìm hiểu cách dựng phim để tự tay thực hiện MV đầu tiên cho chị gái. Trong khi đó, Dương Ngọc Thái cũng nghẹn ngào khi nhắc đến một người thân đặc biệt của mình là ba nuôi Ngọc Sơn. Giọng ca gọi đò cho biết anh chỉ kém Ngọc Sơn chỉ chục tuổi nên trước đây vẫn xưng là anh em. Sau này vì quá yêu mến đối phương mà nam ca sĩ ngỏ lời xin được nhận làm ba nuôi. Vì kính trọng tình cảm, đạo hiếu và nghệ thuật của Ngọc Sơn nên tôi đã kết nghĩa cha con. Xin anh Ngọc Sơn nhận tôi làm con nuôi. Đứng trước tấm lòng nhân ái và tài năng của ba Ngọc Sơn, tôi chỉ mãi là một người con. Ba Ngọc Sơn cũng giúp đỡ tôi rất nhiều, tình cảm cha con tôi rất giàu dạt. Có lần tôi và ba Ngọc Sơn trình diễn ca khúc Đạo Làm Con. Hát xong, ba xúc động khóc trên sân khấu, Dương Ngọc Thái kể lại. Cho đến bây giờ, Dương Ngọc Thái vẫn là cậu con nuôi nổi bật nhất của Ngọc Sơn. Dù không gặp mặt thường xuyên, nhưng tình cảm cả hai dành cho nhau vẫn khiến khán giả rất là ngưỡng mộ. Vâng, mình cũng thấy như vậy, phải không các bạn? Mình thấy Dương Ngọc Thái thì rất kính trọng danh ca Ngọc Sơn. Trong nhiều cái video clip mà mình đã từng xem khi đi trình diễn ở đâu, thì khi nói đến cái người mà ân nhân về âm nhạc hay là người ơn, thì Dương Ngọc Thái luôn luôn nhắc đến danh ca Ngọc Sơn. Theo một tờ báo khác, Ngọc Sơn nói thẳng chuyện Hồ Văn Cường có bất hiếu, sống toan tính, hé lộ sự thật về con nuôi của Phi Nhung như thế nào. Những chia sẻ của Ngọc Sơn về Hồ Văn Cường đang khiến dư luận chú ý. Nam ca sĩ không ngần ngại nói thẳng về những tin đồn bủa vây người con nuôi của cố ca sĩ Phi Nhung. Vừa qua thì ca sĩ Ngọc Sơn thực hiện một cuộc phỏng vấn với báo Lao Động. Khi được hỏi về Hồ Văn Cường, nam danh ca phủ nhận thông tin,
nhận đối phương làm con nuôi. Ông Hoàng Nhạc Sến khẳng định mình và Bảo Thủy chỉ đứng ra giúp đỡ Hồ Văn Cường trở lại với nghệ thuật mà thôi. Từ năm 87, tôi học được kỹ thuật thanh nhạc, muốn truyền dạy lại cho thế hệ trẻ. Và Cường là một trong những bạn trẻ hiền lành, cần được hỗ trợ. Sau Dương Ngọc Thái, không còn ha. Thì mình thấy con nuôi của Ngọc Sơn, những người con nuôi mà theo đuổi con đường ca nhạc, thì mình thấy nổi bật thì vài mấy năm trước rất nổi là Dương Ngọc Thái. Và gần đây nhất chính là cháu Hồ Văn Cường. Trước thông tin Hồ Văn Cường bất hiếu, sống toan tính, Ngọc Sơn cũng không ngần ngại trả lời. Theo anh thì con người ta ai cũng nhân vô thập toàn mà. Bản thân nam ca sĩ cũng vậy. Ngọc Sơn không muốn can thiệp vào những ồn ào trước đó của con nuôi Phi Nhung. Anh chỉ thấy rằng người nào cũng có sai sót. Quan trọng là biết rút kinh nghiệm và mình sửa đổi rồi làm tốt hơn. Giọng ca Tình Cha khẳng định sẽ đào tạo chỉ dạy cho Hồ Văn Cường hết lòng và hết mình. Nhận xét về con người của quán quân Việt Nam Idol Kids năm 2016, Ngọc Sơn nói là Hồ Văn Cường là con của gia đình nông dân nghèo. Em ấy có nhiều thiếu sót nên mình phải vị tha. Trong cuộc sống đôi khi em ấy nói chuyện thì chưa có chuẩn mực. Đôi khi làm mất lòng một vài khán giả mà thôi. Nhưng ai cũng cần có thời gian để sửa đổi. Em ấy là một tài năng được đào tạo tốt. Nhiều fan hâm mộ, tôi nghĩ hiểu lầm thì chỉ có 2-3 người mà thôi, chứ không có nhiều lắm đâu. Ngọc Sơn tâm sự thêm, Hồ Văn Cường hiện tại còn rất trẻ, tiếp thu nhanh nên có thể tốt lên từng ngày nếu được dạy dỗ cẩn thận. Trong mắt nam danh ca, đối phương là một người ngoan ngoãn, lễ phép. Đó có lẽ cũng là một những lý do khiến cho anh thêm quý mến con nuôi của Phi Nhung và muốn giúp đỡ cho cậu ấy nhiều hơn. Chia sẻ về bản thân, Ngọc Sơn cho biết, mẹ qua đời anh cũng rơi vào tình cảnh khó khăn về kinh tế. Nhiều người nghĩ nam danh ca giàu có, nhưng thật ra anh chỉ giàu tình cảm mà thôi. Sau khi lo cho mẹ xong, tôi thật sự đã cạn sạch tiền. Bây giờ tôi chỉ mong hai bữa rau cháo cho qua ngày, chứ không có nhu cầu mua sắm gì nữa cả. Nhớ lại giây phút nhận tin mẹ bị mất, thì Ngọc Sơn không tránh được khỏi xúc động. Khi đó anh ở trong cái khu cách ly, không thể về gặp mẹ lần cuối. Cả đêm Ngọc Sơn khóc sưng cả mắt, khóc không ngừng đến mức vòm mũi bị viêm. May mắn là anh không bị dương tính và được ra ngoài lo đám tang cho mẹ. Đến bây giờ giọng ca sinh năm 1968 vẫn nhớ lại câu cuối mà mẹ nói với mình là Ngọc Sơn cứ vui sống đi, có gì để Ngọc hãy lo. Vâng, cảm ơn tất cả quý vị đã cùng với lại Cali Sài Gòn. Hôm nay mình chia sẻ về người thầy của giọng ca nhí. Bây giờ đã trưởng thành rồi, đó chính là cháu Hồ Văn Cường. Và mong rằng quý khán giả mở rộng vòng tay yêu mến Hồ Văn Cường, cũng như yêu mến người thầy mới của cháu Hồ Văn Cường, đó chính là danh ca Ngọc Sơn. Cảm ơn tất cả quý vị và xin hẹn lại một video clip lần sau. Xin chào.